chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi thưởng thức một tiệm hủ tiếu Mỹ Tho Thanh Xuân các bạn, cũng nổi tiếng nhất quận 1. Đây là không gian của quán. Đây là cái bảng hiệu hủ tiếu Mỹ Tho Thanh Xuân các bạn, đã được 70 năm rồi. Bây giờ nhìn chữ là cũng rõ rồi các bạn. Đây là cái bảng giá của hủ tiếu Mỹ Tho Thanh Xuân, đồ đặc biệt được có tôm, cua, gà, thịt và lòng heo. Đó, địa chỉ là 62 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1. Hủ tiếu đặc biệt của Mỹ Tho nha các bạn. Đây con rất là tươi. Và cua, lòng heo hả các bạn. À, đây là những cái gia vị mà cô Thanh Xuân đặt lên bàn cho khách nêm nếm các bạn. Đây là không gian bếp các bạn, nhìn rất là ngăn nắp và sạch sẽ. Ở đây thường thường người ta ăn khô nhiều hơn đúng không chị hả? Tại vì em thấy nước sốt đấy ngon hơn mà. Ăn khô hay ăn nước đi. Cái này là tô đặc biệt hả chị? Hai cô nha cô. Hai cô. Tao thôi mới đặc biệt à. À không, không. Bánh đó là bánh gì vậy chị? Bánh là batecho. Batecho hả? Dạ. Ăn kèm á hả chị? Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức một tô đặc biệt. Hủ tiếu khô nha chị ha. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giá này là chị trồng chưa chị? Dạ rồi. À, rồi một ít rau. Cái này thịt heo mình luộc đó là được. Dạ. Cái đó là lòng heo đúng không chị ha? Dạ, gan với lại tim đó. Này gan với tim. Và cái đó là cua, sàn dạ, cua hả chị? Dạ. Theo chị bán ở đây thì thời giờ nào là khách đông nhất chị? Dạ, sáng 8-9 giờ. À, 8-9 giờ. Với lại 12 giờ trưa. Ở đây nước sốt hả chị? Dạ. Đặc biệt, nãy nay kêu đặc biệt mà. Thô là mình sẽ có nước lèo bên cạnh này chị. Đây là nước lèo. Mấy gì đâu rồi á. Cả hồi 10 á. Hôm nay mình cũng thưởng thức một tô hủ tiếu đặc biệt của Mỹ Tho. Đây rất là nhiều thành phần bên trong. Thứ nhất là có lòng heo nè các bạn. Đây, cái đen đen này là lòng heo đây. Và thịt heo nè. Và thịt heo bằm cũng có luôn nha các bạn. Cua, đặc biệt là tôm ở đây. À, nếu mình dùng một chiếc khô thì sẽ có một chén nước lèo bên cạnh các bạn. Đây là một phần đầy đủ của một tô hủ tiếu đặc biệt các bạn. Đây gồm có rau nè, và bánh atiso đi kèm. Và chúng ta cùng trộn nó lên và thưởng thức các bạn để cho nước sốt nó thấm. Mình nước lèo đây các bạn. Mình đang có bánh atiso đang nhân các bạn. Đó là dì Xuân nha các bạn. Chúng ta cùng xem dì Xuân làm những tô hủ tiếu. Để cái gì được rồi. Mình cái chỗ bán nữa.